Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ tiến gần tới lằn ranh đỏ, Trung Quốc giàn trận đối phó. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định mở chiến dịch toàn diện chống Trung Quốc. Đài Loan là mặt trận tiếp theo sau Hồng Kông, Biển Đông, Tân Cương, gián điệp, thương mại, công nghệ, nghiên cứu và virus corona. Chuyến công du Đài Loan 3 ngày từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Asa được cho là một bước ngoặt trong chiến lược tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hình ảnh Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tiếp Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Asa vào ngày 10 tháng 8 năm 2020 tại Đài Bắc, Đài Loan. Trên nguyên tắc, Bộ trưởng Y tế Mỹ thăm Đài Loan để tìm hiểu kinh nghiệm chống dịch và nghiên cứu bào chế vaccine phòng chống viêm phổi Vũ Hán. Đài Loan là bên đầu tiên cảnh báo với Tổ chức Y tế Thế giới về khả năng virus corona lây lan từ người sang người ngay từ tháng 12 năm 2019. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn luôn khăng khăng bác bỏ. Việc cử Bộ trưởng Y tế đến thăm Đài Loan được Washington tính toán rất kỹ, cho thấy chính quyền Mỹ tôn trọng hệ thống mà vẫn thách thức Trung Quốc. Theo nhận định của ông Douglas Parr, người từng điều hành Viện Mỹ tại Đài Loan dưới thời Tổng thống George Bush, nói với đài AFP, ngoài ra, việc không chọn một cố vấn an ninh quốc gia hoặc một người có chức vụ tương đương cho thấy rằng chính quyền Mỹ thử tiến hành càng gần càng tốt đến lằn ranh đỏ của Trung Quốc, nhưng họ không muốn vượt qua. Hoa Kỳ công nhận một nước Trung Quốc duy nhất, nhưng vẫn thận trọng duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan và trở thành nhà cung cấp vũ khí số 1 cho hòn đảo này. Một số điểm đã bắt đầu thay đổi khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống. Ông đã trở thành nguyên thủ Mỹ đầu tiên kể từ năm 1979 điện đàm với đồng nhiệm Đài Loan khi bà Thái Anh Văn gọi điện chúc mừng ông đắc cử. Chính quyền Trump đã bán thêm nhiều vũ khí tối tân cho Đài Bắc, trong đó có nhiều chiến đấu cơ hiện đại. Và Hoa Kỳ vẫn chỉ trích gay gắt Trung Quốc, gây áp lực khiến Tổ chức Y tế Thế giới WHO không xem xét cảnh báo của Đài Loan về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh biểu tượng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và Đài Loan vào ngày 12 tháng 2 cho biết đã tham gia cuộc họp trực tuyến với Tổ chức Y tế Thế giới WHO về dịch viêm phổi Vũ Hán mà không cần Trung Quốc đại lục phê chuẩn. Đài Loan muốn được công nhận là quốc gia độc lập, nhưng Trung Quốc lâu nay chỉ xem đây là một tỉnh trong chính sách một Trung Quốc. Trong thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Đài Loan tỏ ý phản đối khi cho rằng họ không thể nhận được thông tin kịp thời từ Tổ chức Y tế Thế giới do đã bị loại khỏi tư cách thành viên. Chuyến công du của Bộ trưởng Y tế Alex Asa còn có một ý nghĩa biểu tượng khác là Mỹ đánh giá cao sự minh bạch, nền dân chủ năng động của xã hội và văn hóa Đài Loan, trái với sự mập mờ, lấp liếm, vụ lợi của Bắc Kinh khi giúp nước này chống viêm phổi Vũ Hán mà Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn gọi là virus Trung Quốc, thay vì dùng tên gọi chính thức của nó là COVID-19. Tổng thống Mỹ vẫn luôn đẩy trách nhiệm cho chính quyền Bắc Kinh để không ngăn dịch bệnh tại gốc và những lời chỉ trích Trung Quốc gia tăng theo cường độ, nguyên thủ Mỹ bị chỉ trích về chiến lược xử lý bệnh dịch trong nước, cũng như phải thái độ coi thường sức khỏe cộng đồng. Đài Loan, nơi có chưa đầy 500 ca nhiễm và chỉ có 7 ca tử vong vì viêm phổi Vũ Hán, trở thành một quân cờ trong thế trận tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo chuyên gia Kerif thuộc Đại học Yorkie Marshall, ban đầu Tổng thống Donald Trump do dự về việc thắt chặt quan hệ với Đài Loan trong khi vẫn đang đàm phán về thương mại với Bắc Kinh. Nhưng những quyết định gần đây của Bắc Kinh về Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến ông thay đổi ý kiến. Và chuyến công du của Bộ trưởng Asa diễn ra vào lúc quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở giai đoạn xấu nhất kể từ khi thiết lập giao bang từ năm 1979. Và chuyến đi này bị Bắc Kinh cảnh báo là mối đe dọa cho hòa bình và ổn định. Tuy nhiên, chuyên gia Kerif vẫn cho rằng chính quyền Trump ít quan tâm đến phản ứng của Trung Quốc, mà thấy đây là một cơ hội ủng hộ chặt chẽ hơn Đài Loan, nơi đã xây dựng được một nền dân chủ năng động và là một sức mạnh tích cực cho thế giới. Và đối với Đài Loan, không được Liên Hợp Quốc công nhận là một nhà nước độc lập, chuyến công du của Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ là một bước mở đầu cho việc kết nối hòn đảo này với cộng đồng quốc tế. Sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Đài Loan lo cho số phận của mình và không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để đánh động dư luận thế giới rằng Bắc Kinh vẫn đe dọa sử dụng vũ lực thống nhất Đài Loan trong trường hợp hòn đảo này tuyên bố độc lập hoặc có can thiệp từ nước ngoài, kể cả Mỹ. Và gần đây, Trung Quốc đã gia tăng hoạt động quân sự áp sát Đài Loan. Đây là hình ảnh
chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan trong một lần ngăn chặn máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. Đài Bắc đã vận động công luận quốc tế trước nguy cơ sau Hồng Kông đến lượt Đài Loan trong tầm ngắm của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 7 năm 2020, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc ngày càng tiến gần đến lãnh thổ Đài Loan. Thông tín viên Aria đã giải thích như sau: Trung Quốc đang tăng tốc công tác chuẩn bị quân sự trên không và trên biển chung quanh Đài Loan. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Tiếp cho biết trong buổi họp báo với phóng viên quốc tế tại Đài Bắc cách đây 2 ngày. Ông cũng nêu bật các hoạt động của Trung Quốc đã gia tăng đáng kể. Không quân Trung Quốc liên tục thâm nhập không phận của Đài Loan trong những tháng qua. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngô Chiêu Tiếp còn mô tả các hoạt động tập trận cho Bắc Kinh tiến hành với bài tập đổ bộ lên Đài Loan. Trung Quốc thì cũng chưa bao giờ che giấu ý định thôn tính Đài Loan, kể cả bằng vũ lực. Nhưng tới nay, sự yểm trợ của Mỹ đã giúp giảm thiểu rủi ro này. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong những tháng gần đây với căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gia tăng và nhất là ngày càng có nhiều người dân Đài Loan và dứt khoát bác bỏ mọi kế hoạch của Trung Quốc thống nhất hòn đảo này. Và sau khi Bắc Kinh đã siết chặt gọng kìm kiểm soát Hồng Kông, Ngoại trưởng Đài Loan muốn đánh động cộng luận quốc tế với hy vọng thế giới sẽ có phản ứng trong trường hợp Đài Loan bị Trung Quốc tấn công. Đây là hình ảnh chiến đấu cơ của Trung Quốc đã lọt vào tầm bắn của tên lửa Đài Loan. Và các chiến đấu cơ của không quân Trung Quốc vào hôm 10 tháng 8 đã lọt vào vòng bắn của tên lửa Fangs 3 của Đài Loan khi hôm 10 tháng 8 băng qua đường trung tuyến thuộc eo biển Đài Loan giữa thời điểm Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Asa đang thăm hòn đảo này. Hãng truyền thông Reuters dẫn lời chính quyền Đài Bắc cho biết các chiến đấu cơ JT-11 và JT-10 của Trung Quốc tiếp cận eo biển phía Bắc Đài Loan vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương ngay trước khi ông Asa gặp lãnh đạo là bà Thái Anh Văn. Cơ quan quốc phòng Đài Loan tuyên bố máy bay Trung Quốc sau đó bị hệ thống tên lửa phòng không của Đài Bắc trên đất liền theo dõi, cuối cùng bị các máy bay tuần tra của Đài Loan ép rời đi. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không bình luận khi được Reuters liên lạc. Một quan chức cấp cao của Đài Loan bình luận: Trung Quốc rõ ràng đang nhắm mục tiêu chuyến thăm của ông Asa, nhưng điều đó tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi máy bay Trung Quốc ở trong tầm bắn của tên lửa Đài Loan. Đây là lần thứ 3 máy bay Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến thuộc eo biển Đài Loan kể từ năm 2016. Còn về chuyến thăm của ông Asa, quan chức cấp cao của Mỹ thăm Đài Loan trong 4 thập kỷ, Trung Quốc lên án chuyến thăm này và cảnh báo sẽ trả đũa. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump xem việc tăng cường sự ủng hộ Đài Loan là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trở nên xấu đi. Cũng tại cuộc gặp bà Thái Anh Văn vào hôm 10 tháng 8, ông Asa phát biểu như sau: Thật vinh dự khi tôi có mặt ở đây để truyền tải thông điệp về sự ủng hộ và tình hữu nghị mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump tới Đài Loan. Phản ứng của Đài Loan đối với dịch viêm phổi Vũ Hán là một trong những phản ứng thành công nhất trên thế giới. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain gặp bà Thái Anh Văn trong chuyến thăm tới Đài Loan vào hồi tháng 6 năm 2016. Bộ trưởng Alex Asa đã nói tiếp như sau: Có 3 chủ đề bao quát chuyến thăm này. Thứ nhất là để công nhận Đài Loan là một xã hội cởi mở và dân chủ, đã đưa ra phản ứng với viêm phổi Vũ Hán minh bạch và thành công cao. Thứ hai là tái xác nhận Đài Loan là một người bạn và đối tác lâu dài của Mỹ và để nêu bật lịch sử hợp tác rộng rãi của chúng ta về y tế. Và thứ ba là để lưu ý rằng Đài Loan xứng đáng được công nhận là một nhà lãnh đạo y tế toàn cầu với thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho y tế quốc tế. Washington đã cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Bắc từ năm 1979 để chính thức lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Đáp lại, bà Thái cũng cho biết như sau: Chuyến thăm của ông Asa đại diện cho một bước tiến lớn về sự hợp tác chống đại dịch giữa Đài Loan và Mỹ. Theo bà, Đài Loan đặc biệt biết ơn sự hỗ trợ của Mỹ trong việc mở đường cho Đài Loan tham dự Hội đồng Y tế Thế giới, viết tắt là WHA, và quyết định cấm Đài Loan tham gia WHA là vi phạm các quyền về sức khỏe nói chung, bà Thái đã nói. Và trước đó, Đài Loan đã được đánh giá cao nhờ vào phản ứng hiệu quả của hòn đảo này với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tính đến sáng ngày 10 tháng 8, Đài Loan ghi nhận khoảng 480 ca nhiễm và 7 ca tử vong do dịch bệnh này. Ngay trước chuyến viếng thăm của ông Alex Asa chính thức diễn ra, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích thái độ này Mỹ và Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và từng tuyên bố không loại trừ biện pháp dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo này. Và Trung Quốc cương quyết phản đối bất kỳ hoạt động tương tác chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan. Lập trường này là nhất quán và rõ ràng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuần trước đã tuyên bố như vậy. Và Đài Loan đã tập trận với kịch bản đẩy lùi ý đồ xâm lược. Đây là hình ảnh bà Thái Anh Văn trực tiếp chỉ huy một cuộc tập trận chống lại sự tấn công của Trung Quốc.
Đài Loan đã huy động 3 lực lượng không quân, hải quân và lục quân tiến hành 5 ngày tập trận bắn đạn thật theo kịch bản đẩy lùi một cuộc xâm lược kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2020. Cuộc tập trận hàng năm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc và cho thấy quyết tâm bảo vệ hòn đảo mà Trung Quốc vẫn coi là một tỉnh nổi loạn. Theo hãng truyền thông Reuters chia sẻ, cuộc tập trận Hán Quang diễn ra ở một vùng ven biển gần Đài Trung, miền Trung của Đài Loan, huy động nhiều xe tăng, máy bay F-16 và chiến đấu cơ Chinookoo do Đài Loan sản xuất và khoảng 8.000 quân nhân. Phát biểu trước các lực lượng tham gia tập trận, Tổng thống Thái Anh Văn nhắc lại, cuộc tập trận Hán Quang là một sự kiện quan trọng hàng năm đối với quân đội Đài Loan nhằm đánh giá lại sự phát triển và khả năng chiến đấu, ngoài ra còn cho phép thế giới biết quyết tâm và nỗ lực của chúng ta, tức là Đài Loan, trong việc bảo vệ lãnh thổ. Từ đầu năm 2020, Trung Quốc cũng đã gia tăng hoạt động quân sự quanh hòn đảo. Đài Loan đã phải huy động lực lượng không quân lên đuổi chiến đấu cơ và máy bay ném bom áp sát hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là vùng lãnh thổ không thể chia cắt. Hãng truyền thông Reuters nhắc lại, dù quân đội Đài Loan được huấn luyện và trang bị tốt, chủ yếu là trang thiết bị do Mỹ sản xuất, nhưng Trung Quốc có lợi thế về lực lượng cũng như thiết bị quân sự tiên tiến, trong đó có máy bay tàng hình và nhiều loại tên lửa đạn đạo mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2020 với bản tin Mỹ tiến gần làn danh đỏ, Trung Quốc giàn trận đối phó. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.